Seri 1.000 loài cá cảnh thủy sinh, cá tophead blenny, thú chơi mới nổi. Cá tophead blenny có tên khoa học là Omobranchus fasciolatosep. Có hơn 900 loài blenny, nhưng hầu hết chúng là cá nước mặn. Có một số ít loài blenny có thể sống ở nước lợ và nước ngọt. Có 4 loài blenny nước lợ đã được tìm thấy ở Việt Nam. Dòng blenny hôm nay tôi nhắc đến là tophead blenny, một dòng cá có vẻ bề ngoài vô cùng ngộ nghĩnh. Loại cá này chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Hiện tại cá vẫn chưa được nhân giống và sinh sản nên toàn bộ số lượng cá trên thị trường đều là hàng đánh bắt tự nhiên. Tophead Blenny khá dễ để chăm sóc, dòng cá này có khả năng thích nghi cực kỳ tốt, chúng có thể sống hoàn toàn trong môi trường nước ngọt, các chỉ số pH, khoáng hay nhiệt độ đều không phải vấn đề quá lớn đối với nó. Cá có thể ăn rất nhiều loại thức ăn từ đồ tươi đến cám. Tophead Blenny có tính lãnh thổ với nhau khá lớn, nên khi nuôi các cá thể Blenny cùng bể nên có nơi ẩn nấp riêng cho từng con, nếu không có thể dẫn đến giao tranh về lãnh thổ. Đối với các dòng cá khác Blenny khá hiền lành, hầu như không gây ra mối nguy hiểm nào. Tất nhiên là nếu bể bạn có tép, thì hãy bố trí thêm nhiều cây để tép ẩn nấp nhé. Hiện nay chưa có tài liệu nào nói về việc nhân giống cá tophead blenny, cũng chưa có ai nhân giống thành công dòng cá này. Kể cả việc phân biệt cá chống mái cũng rất ít người biết. Nghe đâu đó thì cá thể cái có miệng rộng hơn, cá thể đực có miếng bé hơn. Ai biết thì chia sẻ giúp mình ở phần comment nhé. Theo trải nghiệm của cá nhân mình thì dòng cá này phù hợp nhất ở những bể biotop, nên cung cấp nhiều chỗ trú ẩn và chơi đùa cho cá để chúng không bị stress. Cá thì rất là khỏe nên các bạn cứ yên tâm trải nghiệm thử nhé. Hiện nay giá thành của bé này dao động khoảng 140 đến 150 nghìn. Nếu bạn đang tìm một chút giải trí ở trong bể thì tìm ngay đến bé Top Head Blendy này nhé. Đảm bảo bạn sẽ không bao giờ thất vọng về độ tấu hải của nó. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng bể cá của mình.